Kênh Nhà Nông Miền Tây kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay ngày 8 tháng 3 năm 2022, giá lúa nếp tăng 100 đồng, giá gạo nguyên liệu tiếp tục tăng cao, giá lúa tươi bình ổn. Giá lúa gạo hôm nay tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long có xu hướng tăng đồng loạt với các giống lúa nếp. Tương tự, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu cũng điều chỉnh tăng do nguồn cung ít. Trên thị trường thế giới, giá chào bán gạo xuất khẩu của Việt Nam đi ngang sau phiên điều chỉnh giảm vào cuối tuần trước. Trên thị trường xuất khẩu, giá được điều chỉnh tăng nhẹ 5 đô. Theo đó, gạo 5% tấm hiện ở mức 403 đến 407 đô trên tấn, 25% tấm là 378 đến 382 đô trên tấn, 100% tấm ở mức 338 đến 342 đô và jasmine là 518 đến 522 đô. Giá lúa cụ thể hôm nay như sau: nếp vỏ tươi Long An 5.400 đến 5.500 đồng, OM 380 giá 5.400 đến 5.500, nếp An Giang loại 3 tháng 5.200 đến 5.400, IR 50404 giá 5.200 đến 5.400, lúa nàng qua chín ở mức 5.600 đến 5.800, đài thơm 8 5.600 đến 5.800, OM 5451 5.500 tới 5.700, OM 18 giá 5.500 đến 5.800, nếp Long An khô 6.500, nếp vỏ khô An Giang 6.800 đồng. Tại Sóc Trăng, lúa OM 5451 5.400 đến 5.600, OM 18 5.600 đến 6.000, IR 50404 5.300 đến 5.500, VNR 20 5.300 đến 5.500, đài thơm 8 5.600 đến 5.800, lúa DS 1 6.500 đến 6.600, OM 4900 5.800 đến 5.900, lúa Tài Nguyên 6.900 đến 7.000 đồng, RVT 6.900 đến 7.000 đồng, lúa ST 24 6.900 đến 7.000. Lúa ST 25 7.000 đến 7.200. Tại Kiên Giang, lúa Nhật DS 1 6.500 đến 6.700. Lúa tươi IR 50404 5.200 đến 5.300. OM 380 5.001 đến 5.300. OM 5451 5.300 đến 5.500. OM 18 5.700 đến 5.800. Đài thơm 8 5.800 đến 5.900. Nàng hoa 6.001 đến 6.200. VNR 20 5.300 đến 5.500. Tại Long An, nếp vỏ tươi Long An là 5.300 đến 5.500. IR 50404 giá 5.200 đến 5.400. OM 5451 từ 5.400 đến 5.600. OM 18 từ 5.500 đến 5.800. Đài thơm 8 từ 5.600 đến 5.800. ST 24 từ 7.200 đến 7.400. Giá còn có thể chênh lệch tùy nơi và tùy theo chất lượng lúa. Kênh Nhà Nông Miền Tây cũng xin được cảm ơn thương hiệu đèn LED Asia Pacific đã đồng hành cùng kênh. Bà con hãy nhớ nhấn nút like và đăng ký kênh để có thể theo dõi các nội dung nhanh chóng. Xin cảm ơn và xin chào.